Rồi hôm nay thì trên tay của cô đó là một cái đề thi kiểm tra tập trung giữa kỳ của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì đây là cái mặt trắc nghiệm. Bây giờ cô sẽ các em chụp lại màn hình ha. Bây giờ cô sẽ lật qua cái mặt mặt sau cho các em. Cái mặt sau thì gồm có trắc nghiệm và cái phần tự luận. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cái phần trắc nghiệm trước. Rồi sau đó cô sẽ lọc ra các cái câu mà tự luận để cho tự luận và bài tập cô hướng dẫn cho các em sau. Để mình coi thử coi là các trường bạn trong thành phố thì cái đề nó có lệch nhau nhiều hay không, và mình có thể học được những cái câu hỏi hay, những cái câu bài tập hay ha. Rồi bây giờ cô bắt đầu vô phần lý thuyết. Đó là câu 2. Câu 2 nói rằng là ancol C3 H8O và ăn axit C4 H8O2 thì khi đun nóng với nhau thì khi đun nóng với lại H24 đặc thì có số este tạo ra là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ biết là cái ancol này mình có hai cái ancol, đúng không? Có hai cái ancol. Còn cái axit này thì chúng ta có cũng có mấy axit ta? Đây là 4C mạch thẳng nè, rồi có 4C mạch nhắn. Đúng không? Như vậy mình có hai ancol và hai axit. Vậy tổng số este tạo ra các em sẽ chọn đáp 4. 4 đáp án. 4 cái este. Vì sao ancol này đi với axit? Ancol này đi với axit. Đó, là được hai este rồi ancol này đi với axit, ancol này đi với axit này. Vậy thêm mãi este nữa là 4 este. Câu số 3. Câu số 3 là etin butyrat có mùi dứa thì công thức cấu tạo là cái gì? Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vô cái công thức là COO etin, đúng không? Thì ở đây là C2H5. Butyrat là cái khúc trước đây sẽ là 4C nha các em. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án là CH3 CH2 CH2. Vậy trong cái đáp án thì cái gốc CH2 là giáo viên ghi đóng bật ngoặc 2 lần. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi, câu số 4. Chất béo tribanitin có khối lượng phân tử là bao nhiêu? Thì cái này mình thuộc luôn, là tribanitin là C15H31COO đóng mở ngoặc 3 lần C3H5 và M lớn là 806. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Câu số 5. Este E có công thức là C4H8O2. Thì khi thủy phân trong môi trường axit thì ra hai chất X và Y. Chất X và chất Y. Từ X có thể điều chế ra chất Y. Như vậy mình có thể hiểu là X và Y phải có cùng số carbon nhá. Và chúng ta sẽ biết rằng là đây là như vậy là ở đây sẽ là 2C nè. Đây là 2C, tại đây là 4C. Vậy mình chia đôi ra thì đây là 2C và 2C. Thì mình biết rằng X điều chế Y thì X phải là ancol và Y sẽ là axit thông qua phản ứng lên men giấm. Như vậy X sẽ là C2H5OH và Y là CH3COOH. Và đề bài hỏi là gọi tên E thì E mình gộp lại nó sẽ là etin acetat, nên các em sẽ chọn đáp án là 5A. Bây giờ tiếp qua câu số 6 là xà phòng STX thu được một sản phẩm, các sản phẩm đều có trắng gương. Như vậy là chúng ta sẽ chọn cái trường hợp là có dạng HCOO và cái nối đôi nó phải nằm sắc rạc như thế này. Thì như vậy là cái phần này sẽ có đứt ra trong môi trường axit hay môi trường kiềm gì thì đều tạo ra cái chất trắng gương là có cái gốc này. Còn ở đây đứt thì nó OH gắn vào đây nè các em, thì nó sẽ tạo ra anđehít. Và như vậy chúng ta sẽ có hai chất trắng gương luôn, nên chúng ta sẽ chọn câu 6D. Bây giờ đến câu số 9. Số 9 là triolein không tác dụng với chất nào. Thì chúng ta biết là triolein là một hợp chất có nối đôi, nó là chất béo
thì cộng được brom có nối đôi nè, rồi B là thủy phân trong môi trường axit nè. Như vậy chúng ta sẽ chọn là chính C là không tác dụng với COOH 2 lần. Câu số 10. Câu số 10 thì cô đánh giá đây là một cái câu về nhận biết rất là hay. Thì trong đề hỏi là dùng COOH 2 lần ở môi trường kiềm thì phân biệt được dung dịch nào sau đây? Thì các em có thể nói rằng là câu A thì chúng ta sẽ loại, vì những cái trường hợp mà nhận biết các em mà nó vừa có glycerol và vừa có saccharo thì hầu như chúng ta sẽ không nhận biết được, tại vì hai anh chàng này đều có tính chất là polyalcohol. Như vậy chúng ta thấy rằng câu A và câu C là đều có saccharose và glycerol, cho nên các em sẽ loại. Còn đáp án D á, thì mình thấy rằng có hai cái cặp đó là gluco và fructo, thì hai trước đó dứt khoát là phải xài dung dịch brom, nên chúng ta sẽ loại câu D luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án B, và chúng cô sẽ giải quyết là mình sẽ nhận biết như thế nào. Thì ở đây có gluco C6H12O6 glu acid acetic glycerol và ancol ethylic. Tại sao chúng ta lại xài COOH 2 lần trong môi trường kiềm được? Thì đầu tiên thì chúng ta xài ở nhiệt độ thường, thì chúng ta sẽ thấy các cái hiện tượng gì nè. Gluco xuất hiện phức màu xanh, xanh lam. Glycerol sẽ có hiện tượng là màu xanh lam, phức màu xanh lam. Còn ancol ethylic là không hiện tượng. Còn cái axit này là các em phải hiểu rằng đây là một axit tác dụng với một bazơ thì nó sẽ tạo ra một cái muối đồng dung dịch màu xanh đồng 2 cộng. Thì cái màu xanh của đồng 2 cộng này các em nó khác với lại là cái màu xanh của màu xanh lam như thế này. Như vậy thì ta đã nhận biết được axit và ancol. Như vậy còn hai cái chất này thì mình thường thường là mình sẽ đun nóng lên. Đun nóng lên thì gluco sẽ có kết tủa đỏ gạch CO2O, và cái này là không có hiện tượng gì, vẫn giữ màu xanh như vậy, và đây là sẽ là chất còn lại. Được chưa? Thì câu này đó nó khá là hay. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần là bài tập trắc nghiệm nha. Thì bài này nó cũng khá là, đề này thì khá là hay đó các em. Thì trong đề cái phần trắc nghiệm á, thì nó sẽ có hai câu để mà chặn lại điểm 10. Thì cô sẽ để lại hai câu này để dành cho những bạn học sinh thật giỏi và nghiên cứu. Tại vì cái đề này mà thật sự ra là 45 phút. Và với một lực học sinh mà để giải ra trọn vẹn hai câu trắc nghiệm này thì nếu như em chưa cọ sát bao giờ thì cũng rất là khó khăn. Cho nên cô sẽ để lại hai câu là câu 1 và câu 7 nha. Thì còn lại cô sẽ giải quyết hết đề cho các em. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào câu số 8. Chúng ta giải nhanh thôi. Câu số 8 là xà phòng hóa chất béo tristerin thì thu được bao nhiêu gam xà phòng? Thì tristerin có công thức là C17H35COO 3 lần C3H5. Thì khi xà phòng hóa sẽ ra muối là C17H35COO K. Được chưa? Và ở đây thì người ta hỏi khối lượng xà phòng thì cô sẽ tính như sau, và đề sẽ cho là 89 gam này nha các em. Thì cô có 89, cô chia cho n lớn của tristerin là 890, rồi cô nhân lên cho 3, nhân lên cho 3 thì nó ra được cái số mol của muối muối kali, và cô sẽ nhân với lại cái m lớn của cái muối. Và cuối cùng cô ra được kết quả là bây giờ cô tính cái n lớn của muối cho, để tính là 12 nhân 17 cộng cho 35 cộng với lại là 322. Đáp án là 96,6. Như vậy thì cô sẽ có là đáp án 8C. Câu tiếp theo là câu số 12. 12 thì ở đây là sẽ cho một N gam hỗn hợp ha. N gam hỗn hợp glu và frac. Tỷ lệ mol là 1:1, vậy cô đặt đây là A mol và đây là cũng A mol luôn, giống nhau. Được chưa? Rồi mất màu nước brom
Thì brom ở đây là 100 ml dung dịch Br2O1m, thì có nghĩa là số mol brom sẽ là 0,1. 0,1. Và đề bài hỏi khối lượng m là bằng bao nhiêu? Thì các em biết rằng khi tác dụng với brom á là chỉ có gluco tác dụng với brom thôi và tác dụng tỷ lệ 1:1 luôn. Như vậy thì cô có thể biết rằng là A sẽ bằng 0,1. Vậy cô tính ra được m rất là đơn giản. Chỗ này cô nói lại ha, số mol brom là 0,1, vậy suy ra số mol glu cũng 0,1 luôn. Vậy A bằng 0,1. Vậy khối lượng hỗn hợp sẽ là 180 nhân A cộng 180 nhân A là 360 nhân A, mà A bằng 0,1 ra 36 gram. Như vậy đáp án sẽ là câu A. Câu tiếp theo là câu số 14. Thủy phân M gam sắc K thì sau đó lấy sản phẩm. Đây cô viết lại cái đề cho các em. Câu 14. Sắc K em đi thủy phân ha. Thủy phân ra sản phẩm rồi sau đó mới tráng bạc. Thì các em nhớ cái biểu thức là nó sẽ ra là 4Ag. 4Ag và hiệu suất thủy phân là 80% cái. 80%. Và khối lượng Ag là 12,96 gam. Và đề bài hỏi khối lượng sắt K gần nhất là bao nhiêu? Vậy thì cô sẽ thực hiện các phép tính. Như vậy là cô sẽ đi tính khối lượng của sắt saccharose. Cô sẽ bắt đầu xuất phát từ cái gam bạc. Thì đầu tiên cô sẽ lấy 12,96, cô chia 108 thì nó ra được số mol bạc. Số mol bạc cô chia cho 4 thì cô ra được số mol sắt K. Cô nhân cho 342 là khối lượng phân tử khối của sắt K để ra được khối lượng của sắt K. Và cô thực hiện cái hiệu suất thì cái này là nguyên liệu thì cô phải chia cho 80%. Vậy cô ra được kết quả. Cô ra được kết quả là 12,825 gam. Ha, cô bấm lại một lần nữa. Các bạn cùng bấm với cô luôn. 12,96 chia 108 chia 4 nhân 342 và chia cho 80%. Rồi, như vậy thì em sẽ chọn đáp án là câu B để cho nó xấp xỉ là 13 gam. Rồi xong, như vậy là xong số 14. Bây giờ đến câu 15. 15 cũng là một câu rất là đơn giản các em. Thì ta có là etinacetate tác dụng với lại NaOH, thì ở đây chúng ta làm toán 3 dòng thôi. CH3COO C2H5 cộng với lại là NaOH. Thì số mol acetate các em tính được là 0,12. Số mol NaOH là 0,05. Và muối tạo ra là Na cộng với lại là ancol. Và đề bài hỏi là khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu? Tại đây các em thấy rằng là rõ ràng là este đã bị dư và NaOH là hết, đúng không? Đây 0,05, đây 0,05 và đây 0,05. Như vậy thì khối lượng chất rắn của các em thì chỉ là đơn thuần nó chỉ là muối natri acetate thôi. Như vậy khối lượng rắn của em sẽ bằng là 82 nhân 0,05 là bằng 4,1 gam. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua câu số 11 là dãy các chất đều tham gia trắng bạc. Trắng bạc thì cô dặn lại là phải có gốc anhydride ha, và ngoài ra có axit formic, rồi có muối formiat, rồi có este. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn từ từ. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án câu A là glucose có trắng bạc, metin format là có gốc format ha, fructose và anhydride. Như vậy thì câu B thì các bạn sẽ loại là glycerol, etin acetate. Câu C sẽ loại là glycerol. Câu D loại saccharose và metin acrylate. Như vậy là 11A. Tiếp là câu 13. Các chất sau đây chất nào có thể được điều chế từ gluco qua 3 giai đoạn? Thì cô nghĩ đây là một cái câu lý thuyết rất là hay.
thì bắt đầu là có glucose nè. À, mình phải qua cái gì đó là một giai đoạn nha. Rồi qua cái gì đó. Đó. Rồi qua cái gì đó và điều chế ra được một cái chất ở trong cái đáp án. Thì ở trong đây có đáp án là ancol ethylic nè, rồi ancol methylic nè, rồi có ester ethyl acetate và ester methyl acetate. Thì trong trường hợp này cô sẽ ưu tiên là gluco lên men tạo thành ancol 2C, ancol 2C lên men giấm ra axit 2C, cho nên cô sẽ ưu tiên ở đây sẽ là ethyl acetate nha các em. Đó, và ở đây sẽ là CH3 COOH LMG lên men giấm. Và đây cô sẽ ưu tiên là C2H5 OH, đây là lên men rượu. Được chưa? Như vậy cô sẽ chọn là đáp án là câu C 13C. Rồi, qua trang thì chúng ta sẽ tiếp tục ở câu số 16. 16 là hai chất được dùng để điều chế phenin acetat, thì phenin acetat là chất này. À, đây là một cái ester rất là đặc biệt, thì chúng ta sẽ điều chế từ chúng ta sẽ chọn các cái trường hợp. Cái này nó hơi đặc biệt chút xíu, cái này chỉ là lý thuyết thôi nha các em. Mình sẽ lấy là anhydric acetic cộng với lại là phenol C6H5OH. Thì ở đây chúng ta không thể lấy axit acetic được. Tại vì chúng ta nếu mà lấy axit acetic cộng với phenol là axit cộng với axit là nó sẽ không xảy ra được phản ứng. Cho nên là người ta thay vì lấy axit thì người ta lấy anhydric, tức là cái hợp chất mà các em tách nước của axit thì nó sẽ ra được chất này. Ha. Nên chúng ta sẽ chọn 16D. Câu 18. Thí nghiệm nào chứng tỏ có 5 nhóm hydroxy, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là 18B, là muốn chứng minh có 5 nhóm hydroxy ở trong phân tử glucose thì ta sẽ cho glucose tác dụng với anhydric acetic để tạo thành một cái ester 5 chức, và chính vì vậy gluco phải có 5 nhóm OH thì mới tạo ra được ester 5 chức. Bây giờ đến câu 20. 20 là em hãy chọn phát biểu đúng. Thủy phân sắc K thu được monosaccharide là chưa chính xác. Phải thu được vừa glu vừa fructose. Như vậy là sẽ có hai loại monosaccharide. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án là 20B. Vì là xà phòng hóa vinin acetate. Acetate vinin trong bằng cao H thì các em sẽ thu được cái gì? Thứ nhất là kali acetate, và cái này chất đứt ra gắn nhóm OH vào đây ha, không bền, tạo thành anhydride acetic hay còn gọi là ethanol, là anhydride 2C. Như vậy là câu B là câu đáp án. Phản ứng xà phòng hóa, các em gạch dưới chữ phản ứng xà phòng hóa là phải tạo ra muối và glycerol chứ không phải là ra axit benzoic. Câu D là một cái câu mà rất nhiều bạn là bị nhầm lẫn, cho nên cô sẽ đẩy cô sẽ giảng cái này cho các em kỹ, là ester C4H6O2 có 5 đồng phân. C4H6O2 có 5 đồng phân thì phát biểu này có đúng hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết ha. Thì ở đây các em lưu ý là nó chỉ nói là ST này có 5 đồng phân thôi nha. Cho nên là mình có thể, tại vì cái ST này nó có nối đôi, cho nên là mình phải tính luôn cả đồng phân lập thể, đồng phân xích trăng đồ này nọ. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu. Thì cô sẽ viết là HCOO 3C mặt thẳng nối đôi, HCOO 3C mặt thẳng nối đôi, dời nối đôi, HCOO 3C mặt nhắn nối đôi một chỗ. Được chưa? Như vậy là được 3 đồng phân rồi. Bây giờ tiếp nè. CCOO còn lại 2C nối đôi đặt đây. Rồi bây giờ cô dời qua nữa. CCCOO nối đôi đặt đây. À, về mặt chuẩn thì sẽ có 5 cái đồng phân các em, 1 2 3 4 5. Nhưng mà ở đây thì cái đề nó hơi lắc các em một chút, là nó sẽ có đồng phân xích trăng.
Hồi năm lớp 11 thì chúng ta biết rằng là những cái chất mà có nối đôi đó thì sẽ có đồng phân lập thể, hay còn gọi là đồng phân xích trăng. Thì ở đây cô chỉ nhắc lại với các em thì cái chất đầu tiên á, thì ta sẽ có đồng phân lập thể là đồng phân, có thêm một đồng phân xích và một đồng phân trans. Còn những cái nối đôi mà nằm ở ngoài rìa như thế này á, thì nó sẽ nối với CH2. Và những chất mà có cái CH2 nằm ngoài rìa như thế này thì không có đồng phân xích trăng. Lý do cái C này nó phải gắn với hai gốc khác nhau thì mới có được đồng phân lập thể. Nên ở đây chúng cô có thể đếm số đồng phân như sau: xích của này một đồng phân, trăng của hợp chất này là 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy đáp án chính xác sẽ là có 6 đồng phân este, tính luôn cả đồng phân lập thể. Còn nếu như khi nào đề hỏi là C4H6O2 có mấy đồng phân cấu tạo este thì các em mới trả lời là 5 nhé. Như vậy ở đây các em sẽ chọn đáp án là vẫn là 20B. Rồi 21 là một câu rất đơn giản ha. C4H8O2 có số đồng phân cấu tạo là bao nhiêu? Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D là 4. 22 là số chất làm nhạt màu nước brom. Thì câu 22 này cô sẽ liệt kê ra cho các em. Thì mất màu nước brom thì gồm có ai? Thứ nhất là phải có nối đôi, thứ hai là gốc anđehit, nó thường là như vậy. Ví dụ như thêm phenol hoặc anilin đồ là em có thể lâu lâu thì nó sẽ có vào đây. Thì ở đây thứ nhất là gluco do có gốc anđehit, fructo là không có nha các em, fructo vậy các em bỏ fructo. Tiếp theo là triolein là do có nối đôi, được không, chất béo có nối đôi. Acid linoleic, cái chất này cũng có nối đôi luôn nha. Nó giống như là oleic nhưng mà thêm một nối đôi nữa. Như vậy là nó khoảng là 17, bình thường 33 thì đây sẽ là 31 COOH. Này là có hai cái nối đôi lận, chứ không phải là một nối đôi. Rồi acid acrylic thì quá quen thuộc ha. Acid acrylic là 3C có một nối đôi. Rồi saccharo là mình cho qua. Vinin format, vinin format. Vinin format là có nối đôi nè các em. Chọn luôn. Rồi metinacetat là mình sẽ bỏ, tại vì không có nối đôi, không có anđehit gì hết. Và chất cuối cùng sẽ là etanan là anđehit. Như vậy chúng ta có 1 2 3 4 5 6 6 chất nên các em sẽ chọn là 22. Câu 23. Chọn phát biểu không đúng, triolein là một chất béo lỏng, cực kỳ chính xác. Tại đây là không no, không no thì lỏng lẻo và nó sẽ là dầu ăn. Chất béo lỏng là đúng, là dầu ăn đó các em. Câu B là xà phòng hóa tristyrene bằng NaOH thu được natri sterat và glycerol. Câu này rất là chính xác. Câu C, phản ứng este hóa giữa axit và ancol có mặt axit đặc là phản ứng một chiều là sai. Thì chúng ta biết rằng phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch để tạo thành este, hay còn gọi là phản ứng este hóa, nên các em sẽ chọn là 23C. Và chúng ta sẽ đi vào cái câu lý thuyết cuối cùng, đó là cho các chất sau thì số chất mà khi xà phòng hóa thì thu được ancol. Thì các em sẽ bỏ các cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như có nối đôi nằm sát để tạo ra anđehit hoặc ceton, rồi bỏ những cái trường hợp mà có gốc phenin. Như vậy thì cô sẽ bỏ phenin acetat là chất đầu tiên. Triolein cô sẽ chọn, triolein cô sẽ chọn vì nó tạo ra glycerol là ancol. Rồi cô chọn tiếp là metin format tạo ra ancol methylic. Và cuối cùng là tribamitin cô cũng chọn luôn, thì nó cũng giống như triolein. Thì cái này cô sẽ chọn đáp án là 3. 3 thì là đáp án là 24A. 23 là câu C. Rồi, như vậy đó là xong cái phần trắc nghiệm của phần lý thuyết. Chúc các em học thật là tốt.